năm 938 để đối phó với hàng vạn quân Nam Hán thiện chiến, Ngô Quyền đã khẩn trương xây dựng quân đội, nhất là thủy quân, trong đó đặc biệt chăm lo hun đúc lòng yêu nước, xây dựng tinh thần chiến đấu cao và rèn luyện kỹ năng chiến đấu của quân đội, tài thao lược của tướng lĩnh. Tư tưởng toàn dân đánh giặc giữ nước của các triều đại phong kiến Việt Nam. Trong điều kiện phải chống lại những thế lực xâm lược hung bạo, hiếu chiến, có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn mạnh hơn rất nhiều lần, bằng trí tuệ và tài thao lược, ông cha ta đã biết quy tụ, động viên, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy sức mạnh của toàn dân, của cả dân tộc vào công cuộc đấu tranh để dựng nước và giữ nước. Điều đó được thể hiện rất rõ trong thực hiện chủ trương cử quốc nghênh địch, tức là cả nước đánh giặc. Mà tư tưởng cốt lõi bao trùm là quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân. Trên cơ sở tư tưởng cử quốc nghênh địch, toàn dân giữ nước, ông cha ta luôn chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, nhất là quân đội tinh nhuệ làm nòng cốt của sức mạnh giữ nước. Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh, thực hiện chủ trương toàn dân đánh giặc, dân tộc ta đã chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giữ vững độc lập tự chủ, đồng thời cũng chỉ ra những bài học đắt giá cho sự xa dân, không dựa vào dân để giữ nước. Trong cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên của dân tộc ta vào cuối thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, nước Văn Lang với tổng số dân khoảng 1 triệu người đã phải đương đầu với phần lớn đội quân 50 vạn người mà đế chế Tần huy động tiến vào chinh phục các bộ tộc Bách Việt. Trong cuộc kháng chiến này, các thủ lĩnh Âu Việt và Lạc Việt đã biết dựa vào sức mạnh của nhân dân, của cộng đồng để đánh giặc và giành thắng lợi. Từ đó cho thấy sức mạnh to lớn của nhân dân, bước đầu hình thành tư tưởng coi dân là cội nguồn của sức mạnh giữ nước. Còn ở thời An Dương Vương, nhà nước Âu Lạc ra đời với đất đai rộng lớn hơn, dân cư đông đúc hơn, đó là sự phát triển lên một mức cao hơn so với nhà nước Văn Lang, đánh dấu một bước trưởng thành về ý thức dân tộc, của tinh thần đoàn kết và quyết tâm giữ nước của nhân dân ta. Kinh đô của đất nước được rời từ Phong Châu Phú Thọ về Cổ Loa Hà Nội, vùng đồng bằng rộng lớn đang được khai phá với nhiều sông, hồ bao quanh và đông dân cư. Trước nguy cơ ngoại xâm, nhà nước Âu Lạc chú trọng xây dựng lực lượng quân sự, tăng cường khả năng phòng thủ đất nước. Theo sử sách, quân đội thường trực của An Dương Vương có đến hơn 1 vạn người, được tổ chức thành quân bộ và quân thủy, thường xuyên luyện tập. Ngoài ra, còn có lực lượng dân binh của các làng trạ ở khắp nơi. Quân đội Âu Lạc được trang bị khá tốt, vũ khí tăng về số lượng và phong phú về loại hình. Đặc biệt, thời Âu Lạc đã sáng chế ra một loại nỏ bắn một lần được nhiều phát tên mà truyền thuyết gọi là nỏ thần. Cùng với việc tăng cường lực lượng chế tạo vũ khí, An Dương Vương cho xây thành Cổ Loa kiên cố, quy mô lớn, có chiều rộng và chiều sâu để phòng thủ đất nước. Do xây dựng lực lượng quốc phòng khá hùng mạnh, có thành trì vững chắc, có vũ khí lợi hại, giai đoạn đầu, nhà nước Âu Lạc đã đập tan các cuộc tiến công xâm lược của quân Triệu. Tuy nhiên, cũng từ những chiến thắng đó đã làm cho An Dương Vương có những sai lầm trong nhận thức và thay đổi quan niệm chỉ đạo chiến tranh, từ chỗ dựa vào dân sang xa rời dân, ỷ vào thành trì kiên cố và vũ khí lợi hại. Tiếp đó, An Dương Vương còn phạm nhiều sai lầm khiến cho nội bộ triều đình bất hòa, lòng dân oán thán. Vua càng xa dân, không phát động được toàn dân đánh giặc nên đã bị thất bại. Sai lầm nghiêm trọng ấy làm cho dân tộc ta bị mất nước, phải liên tục đấu tranh kiên cường, bền bỉ hơn 1.000 năm mới giành lại được độc lập chủ quyền. Hơn 1.000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc, dân tộc ta không cam chịu làm nô lệ, đã vùng lên đấu tranh quyết liệt chống lại tham vọng bành trướng và dã tâm đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc.
trải qua hơn 1.000 năm đấu tranh bền bỉ, kiên cường, nhân dân ta đã giành lại được non sông, đất nước và độc lập tự chủ, bảo vệ được bản sắc văn hóa dân tộc, không bị phong kiến phương Bắc đồng hóa. Trong thời kỳ này, dân tộc ta tuy mất nước nhưng không mất làng, mất đất nhưng không mất dân, sức mạnh to lớn để giữ nước là ở trong dân. Tất cả các cuộc khởi nghĩa của dân tộc ta trong thời kỳ này đều động viên được sức mạnh của nhân dân, phát triển lực lượng và thế trận giữ nước của toàn dân để giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự chủ. Có thể nói tới, cuộc khởi nghĩa do hai bà Trưng lãnh đạo nổ ra vào mùa xuân năm 40 sau Công Nguyên là điển hình đầu tiên về cuộc khởi nghĩa toàn dân chống xâm lược. Khi cờ khởi nghĩa dấy lên ở đất Hát Môn, các lực lượng yêu nước khắp các miền trên cả nước đều hưởng ứng kéo về, chung sức đánh giặc. Trong đó có nhiều thủ lĩnh ở các địa phương cùng những chàng trai khỏe mạnh, yêu nước và đông đảo các nữ tướng tài năng. Khi cờ khởi nghĩa dấy lên ở đất Hát Môn, các lực lượng yêu nước khắp miền trên cả nước đều hưởng ứng kéo về, chung sức đánh giặc. Trong đó có nhiều thủ lĩnh ở các địa phương cùng những chàng trai khỏe mạnh, yêu nước và đông đảo các nữ tướng tài năng dũng cảm. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thực chất là một cuộc đồng khởi của toàn dân trên phạm vi cả nước. Với sức mạnh của dân chúng cả nước, chỉ trong hơn một tháng, khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã đập tan ách đô hộ của nhà Đông Hán, khôi phục nền độc lập, tự chủ của đất nước và giữ được chính quyền trong 3 năm. Tiếp theo, phải nói đến khởi nghĩa Lý Bí năm 542 đến năm 544, cũng là một điển hình về sự tham gia của nhân dân. Cuộc khởi nghĩa đã thu hút được đông đảo nhân dân và hào kiệt ở nhiều nơi nổi lên hưởng ứng. Chính bằng sức mạnh của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nghĩa quân đã nhanh chóng quét sạch bọn quan lại đô hộ nhà Lương về nước và đánh bại các cuộc phản kích của chúng. Cùng với việc xây dựng và bảo vệ chính quyền tự chủ sau thắng lợi của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng, những người lãnh đạo đất nước đều chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là quân đội thường trực. Đội quân thường trực của nhà nước Vạn Xuân thế kỷ thứ 6 có lúc lên tới vài vạn người. Nhưng nhìn chung, quân đội thời kỳ này còn hạn chế về tổ chức và trang bị, lại phải đối phó với những đội quân xâm lược phương Bắc được tổ chức, trang bị và huấn luyện kỹ của các đế chế Đông Hán, Lương, Tùy, Đường, v.v. Nên tất cả các cuộc chiến tranh giữ nước của nhân dân ta trong thời kỳ này cuối cùng đều dẫn đến thất bại. Đến thời nhà Ngô, Ngô Quyền đã chú trọng chăm lo xây dựng sức mạnh và tiềm lực quân sự, đồng thời phát động chiến tranh nhân dân giữ nước thắng lợi. Năm 938, để đối phó với hàng vạn quân Nam Hán thiện chiến, Ngô Quyền đã khẩn trương xây dựng quân đội, nhất là thủy quân, trong đó đặc biệt chăm lo hun đúc lòng yêu nước, xây dựng tinh thần chiến đấu cao và rèn luyện kỹ năng chiến đấu của quân đội, tài thao lược của tướng lĩnh, đồng thời động viên được lực lượng dân binh và đông đảo nhân dân tham gia đánh giặc. Nhờ đó đã đánh tan quân xâm lược ngay ở cửa ngõ của đất nước bằng trận quyết chiến chiến lược ở trên sông Bạch Đằng, đưa đất nước vào kỷ nguyên độc lập và phát triển. Tư tưởng dựa vào dân và huy động sức mạnh dân để tiến hành chiến tranh giữ nước được tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong các triều đại phong kiến tự chủ. Năm 968, sau khi dẹp loạn xong 12 sứ quân cùng với việc xưng đế định đô mới ở Hoa Lư, Linh Bình, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, lập lên niên hiệu là Thái Bình, Đinh Tiên Hoàng xây dựng một quân đội chính quy gồm 10 đạo có phiên chế, mỗi đạo có 10 quân,
mỗi quân có 10 nữ, mỗi nữ có 10 tốt, mỗi tốt có 10 ngũ, mỗi ngũ có 10 người. Đầu đội mũ bình đính vuông bốn góc. Nếu tính theo phiên chế như trên thì lực lượng quân sự đông tới 1 triệu người. Đây là một số lượng quá lớn, không chính xác, nhưng cũng phản ánh quân đội thời đinh có số lượng rất đông, được tổ chức chặt chẽ. Ngoài quân đội của triều đình, còn có dân binh ở các hương, giáp, xã có nhiệm vụ canh phòng, bảo vệ cuộc sống bình yên của cư dân. Tổ chức quân 10 đạo của nhà nước Đại Cổ Việt tồn tại trong hòa bình giữ nước được khoảng 10 năm, thì gặp thử thách trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất vào cuối năm 980, đầu năm 981. Đến thời Tiền Lê, nêu cao tư tưởng dựa vào sức mạnh của dân để tổ chức kháng chiến, Lê Hoàn đã kịp thời động viên dân chúng cả nước huy động sức mạnh vật chất và tinh thần của cả dân tộc để phòng thủ đất nước. Năm 981, khi quân Tống xâm lược, quân và dân Đại Cổ Việt dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn đã tổ chức chặn đánh quân địch ở cửa ải Chi Lăng và cửa sông Bạch Đằng, làm cho cánh quân thủy bộ của địch bị tổn thất nặng nề, buộc nhà Tống phải ra lệnh bãi binh rút quân về nước. Đến thế kỷ thứ 11, nhà Lý đã xây dựng lực lượng vũ trang khá hùng mạnh, đặc biệt là thực hiện chính sách ngụ binh ư nông, tức là gửi binh ở nông, một phương thức dựa vào nhân dân, gắn bó với nhân dân để tổ chức lực lượng vũ trang phòng giữ đất nước. Trong hơn 200 năm tồn tại, nhà Lý đã từng bước xây dựng, hoàn thiện lực lượng vũ trang các thứ quân, quân trung ương gồm cấm quân, túc vệ quân và xương quân, quân địa phương ở các lộ, phủ, lực lượng dân binh, thổ binh. Ngoài ra còn có quân của các vương hầu, phủ binh hoặc gia binh. Trong thời Bình, xương quân và quân địa phương luân phiên nhau về làm ruộng theo chính sách ngụ binh ư nông. Các chế độ tuyển quân, nuôi quân, luyện quân trở thành nề nếp, sớm xác lập một nền giáo dục quân sự để đào tạo ra nhiều tướng lĩnh chỉ huy quân đội và nhân tài quân sự. Đáng chú ý là cùng với việc xây dựng văn miếu và mở quốc tử giám làm nơi học tập cho con em tầng lớp quý tộc, nhà Lý đã xây dựng xạ đình để võ quan luyện tập cách đánh, tổ chức điện giảng võ làm nơi nhà vua, các vương hầu và tướng lĩnh học tập binh thư, nghiên cứu binh pháp. Nhà Lý còn có chính sách viễn nhu rất đặc biệt đối với miền núi, vùng biên giới, phong quan tước, gả công chúa và giao quyền quản đất chăn dân cho các tù trưởng. Qua đó đã phát huy vai trò của họ để tập hợp đồng bào dân tộc ít người gắn bó với nhà nước quân chủ trung ương tập quyền. Nhờ có lực lượng và thế trận giữ nước toàn dân chăm lo xây dựng từ thời Bình, chủ động chuyển hóa thành lực lượng và thế trận chiến tranh nhân dân khi có chiến tranh, nhà Lý đã thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai năm 1075 đến năm 1077. Trong cuộc tiến công, các căn cứ xuất phát để xâm lược Đại Việt của nhà Tống ở các châu Ung, Khâm, Liêm, Lý Thường Kiệt đã huy động phối hợp chặt chẽ tác chiến quân đội với tác chiến của dân binh do các tù trưởng địa phương chỉ huy. Trong đó, phó tướng của Lý Thường Kiệt là tù trưởng Tông Đản, trực tiếp chỉ huy các lực lượng vũ trang địa phương. Trong thời kỳ này, nước ta có khoảng 4 triệu dân và quân thường trực có khoảng 5 đến 7 vạn người. Nhưng bằng tài thao lược của Lý Thường Kiệt đã đánh bại 30 vạn quân các loại,
trong đó 10 vạn bộ binh và kỵ binh, 20 vạn dân phu và 1 đạo thủy binh do nhà Tống huy động để xâm lược Đại Việt. Đến thế kỷ thứ 13-14, nhà Trần tiếp tục phát triển chính sách ngụ binh ư nông, dựa vào dân để xây dựng lực lượng vũ trang gồm quân chủ lực của triều đình, quân của các vương hầu tôn thất, quân địa phương ở các lộ phủ châu và dân binh ở các làng bản. Đã tổ chức hội nghị Bình Than, hội nghị Diên Hồng, thực hiện vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước chung sức. Nhờ đó, liên tục trong 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên, nhà Trần đã huy động được sức mạnh của cả nước và của toàn dân đánh giặc. Trong thời kỳ này, với dân số khoảng 5 đến 6 triệu dân và quân thường trực lúc huy động cao nhất chỉ khoảng 30 vạn người, nhưng quân và dân Đại Việt đã đánh tan 1 triệu lượt quân Mông Nguyên qua 3 cuộc kháng chiến. Cụ thể, năm 1258 khoảng 3 vạn kỵ binh, năm 1285 khoảng 50 vạn quân, năm 1287 đến năm 1288 khoảng 50 vạn quân. Những quan điểm rất tiến bộ của Trần Quốc Tuấn như chúng trí thành thành, tức là ý chí của nhân dân là thành trì vững chắc nhất, hay khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước, đã phản ánh sâu sắc tư tưởng vì dân và dựa vào dân để chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. Với quan điểm dựa vào sức mạnh của nhân dân và lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt để giữ nước, nhà Trần đã tổ chức các loại hình quân chủ lực của triều đình gồm cấm quân và xương quân, quân của các vương hầu tôn thất được tổ chức theo kế hoạch thống nhất của triều đình, thường ngày mang tính chất là quân địa phương, khi được triều đình điều động thì trở thành bộ phận quan trọng của quân triều đình. Quân địa phương của các lộ phủ, lực lượng dân binh, thổ binh ở các làng bản. Trừ cấm quân là lực lượng thường trực, các loại quân khác đều luân phiên nhau về quê làm ruộng, gắn liền lao động sản xuất với sẵn sàng chiến đấu. Nhà Trần chủ trương xây dựng quân đội cốt tinh, không cốt nhiều, đặc biệt coi trọng quyết tâm, sát thát, sẵn sàng hy sinh vì nước và phải đạt được quân đội đồng lòng như cha con một nhà mới có thể dùng được. Chú trọng xây dựng đội ngũ tướng lĩnh có phẩm chất và tài thao lược, binh lấy tướng làm gốc, quân lấy tướng làm chủ, trong binh thư yếu lược của Trần Quốc Tuấn. Đồng thời thường xuyên huấn luyện quân đội tinh thông võ nghệ, nắm vững binh pháp. Đến đầu thế kỷ thứ 15, Hồ Quý Ly đã có những cải cách mang ý nghĩa tích cực về kinh tế, xã hội, quan tâm củng cố quốc phòng. Với đường lối giữ nước chủ yếu dựa vào quân đội, Hồ Quý Ly đã huy động tối đa nhân lực để phát triển quân số của quân đội. Đồng thời, ông cho xây dựng thành lũy kiên cố, trang bị vũ khí mạnh như súng thần cơ, thuyền chiến, cổ lâu thuyền. Song, do vua quan nhà Hồ xa dân, không động viên được sức mạnh của toàn dân, nên cuộc kháng chiến của nhà Hồ nhanh chóng bị thất bại vào giữa năm 1407. Đúng như lời nhận định của Hồ Nguyên Chừng, con trai Hồ Quý Ly: thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo. Công cuộc giữ nước của nhà Hồ thất bại, đất nước rơi vào sự đô hộ của nhà Minh. Trong cuộc khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược từ năm 1418 đến năm 1427, Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã dương cao ngọn cờ nhân nghĩa, chăm lo xây dựng đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa các yếu tố cơ bản, hợp thành tiềm lực và sức mạnh giữ nước, dân giàu, quốc phú, binh cường. Trong đó, tư tưởng chủ đạo là lấy dân làm gốc, đề cao sức mạnh to lớn của nhân dân trong dựng nước và giữ nước. Đẩy thuyền cũng là dân,
lật thuyền cũng là dân. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh xâm lược phát triển thành chiến tranh giải phóng. Lực lượng lòng cốt là nghĩa quân phát triển thành quân đội 35 vạn người, kết hợp chặt chẽ với phong trào nổi dậy của quần chúng. Khi đất nước được giải phóng, nhà Lê tiếp tục phát triển chính sách ngụ binh ư nông. 25 vạn quân được về quê làm ruộng, binh lính được chia ruộng đất và thay phiên nhau sản xuất. Tăng cường đại đoàn kết dân tộc, các tù trưởng có công với nước được phong chức tước và được giao cai quản bản Mường, cử thêm một số tướng giỏi ở miền xuôi lên trấn thị và trở thành những phiên thần ở biên giới phía Bắc. Cùng với sự phát triển từ khởi nghĩa Nam Sơn đến chiến tranh giải phóng dân tộc, nghĩa quân của Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã được xây dựng thành một quân đội có tổ chức chặt chẽ và sức mạnh chiến đấu cao nhờ vỗ nuôi sĩ tốt, vời đón hiền giả, thu dụng nhân tài, sửa sang khí giới, luyện tập binh tượng, dạy cho những phương pháp ngồi, dạy, tiến, lui, lại lấy nhân nghĩa mà hun đúc, khiến ai ai cũng hết lòng thành, thân với kẻ trên, chết cho người trưởng. Sau khi giải phóng đất nước, nhà Lê luôn quan tâm xây dựng quân đội để phòng giữ đất nước. Cùng với sự phát triển cao của chế độ quân chủ, tổ chức quân đội cũng phát triển hoàn chỉnh, nhất là từ đời vua Lê Thánh Tông với sự xuất hiện của quân Ngũ Phủ 1466, lực lượng quân thường trực do triều đình trực tiếp quản lý, đóng quân ở những địa bàn chiến lược trọng yếu của đất nước. Cùng với cấm quân ở Kinh Đô, việc tổ chức quân Ngũ Phủ đã mở rộng phạm vi canh phòng của quân triều đình, tăng cường sự kiểm soát của triều đình đối với các địa phương, nâng cao sức mạnh quốc phòng của đất nước. Vua Lê Thánh Tông đặc biệt coi trọng xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, bồi dưỡng lòng trung thành của quân đội, nhất là các tướng lĩnh phải trên vì vua, dưới vì dân, cáng đáng trách nhiệm yên nguy của xã tắc. Cuối thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18, chế độ phong kiến Đại Việt lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, kinh tế suy thoái, đời sống nhân dân cùng cực, các thế lực thù địch bên ngoài cấu kết với lực lượng phong kiến phản động, tiến hành những hoạt động can thiệp và xâm lược. Công cuộc giữ nước xuất hiện yêu cầu mới, đòi hỏi kết hợp diệt thù trong với đánh giặc ngoài. Dưới sự lãnh đạo của Quang Trung Nguyên Huệ, nghĩa quân Tây Sơn được nhân dân tin yêu và ủng hộ, cảm hóa được nhiều tướng lĩnh và sĩ phu Bắc Hà theo giúp, nhanh chóng phát triển lực lượng, tăng cường sức mạnh quân sự, đập tan sự thống trị của chúa Nguyễn ở đằng trong và vua Lê chúa Trịnh ở đằng ngoài. Đây thực sự là cuộc chiến tranh của nhân dân, bởi người lãnh đạo là thủ lĩnh nông dân với tôn chỉ là chống ách áp bức cường quyền để cải thiện đời sống nhân dân. Quân đội của Nguyễn Huệ là một quân đội bách chiến, bách thắng, được xây dựng theo quan điểm binh quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Nghĩa là quân cốt tinh nhuệ, không cốt nhiều. Trong gần 20 năm chinh chiến từ Nam ra Bắc, so sánh lực lượng về chiến dịch, chiến lược, quân Tây Sơn luôn ít hơn đối phương, nhưng được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân đều giành chiến thắng hết sức nhanh, gọn, nhất là các trận then chốt quyết định. Trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút năm 1785, khoảng 3 vạn quân Tây Sơn đã đánh tan 5 vạn quân Xiêm Nguyễn Ánh, quét sạch quân xâm lược chỉ bằng một trận quyết chiến. Trong chiến dịch giải phóng Thăng Long 1789, cùng với sự nổi dậy của dân chúng, 10 vạn quân Tây Sơn đã đánh tan 29 vạn quân Thanh bằng một chiến dịch quyết chiến chiến lược diễn ra trong 5 ngày kết thúc chiến tranh.
quân đội Tây Sơn có cơ cấu tổ chức hợp lý và trang bị mạnh, bao gồm các lực lượng bộ binh, pháo binh, kỵ binh, tượng binh và thủy binh, có sức tiến công mạnh, sức đột phá lớn. Nhưng yếu tố vượt trội có ý nghĩa quyết định trong sức mạnh chiến đấu của quân đội Tây Sơn là tinh thần chiến đấu rất cao và sự phát triển của nghệ thuật quân sự, nhất là nghệ thuật tổ chức chỉ huy tài giỏi. Giữa thế kỷ 19, triều đình nhà Nguyễn đại biểu cho đặc quyền của tầng lớp phong kiến phản động, đối lập với lợi ích của đất nước và nhân dân. Triều đình đầu hàng thực dân Pháp, các phong trào yêu nước thiếu ngọn cờ lãnh đạo thống nhất nên không quy tụ được sức mạnh để giữ nước. Đây cũng là những trang đau buồn trong lịch sử dân tộc, để lại cho chúng ta bài học rất sâu sắc về nước lấy dân làm gốc. Sức mạnh giữ nước nằm ở nơi dân, nhưng phải có định hướng chính trị, tư tưởng đúng đắn, tiến bộ và được tổ chức chặt chẽ do lực lượng tiền phong lãnh đạo. Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ khởi nghĩa cho đến các triều đại phong kiến đã chứng minh các cuộc khởi nghĩa chống đô hộ và kháng chiến chống xâm lược muốn giành được thắng lợi phải nhất thiết do nhân dân tiến hành, và các cuộc đấu tranh đó bao giờ cũng có khả năng động viên, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Điều đó khiến cho cuộc khởi nghĩa và kháng chiến trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta luôn có tính nhân dân sâu sắc, và đó cũng là một nội dung có tính quy luật của mọi cuộc chiến tranh yêu nước Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video, rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách xem, thích, bình luận, đặc biệt là đăng ký kênh Văn hóa và Lịch sử để cập nhật những video mới về văn hóa và lịch sử của dân tộc Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn.